Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với video của cô. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập nằm ở trang 25-26 sách Toán lớp 8 tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập 1.33 cho biểu thức P bằng 5x nhân cho 7x bình y trừ 2x y bình cộng 1 trừ 3x y nhân cho 5x bình trừ 3x y cộng x bình y bình. Câu A, bằng cách thu gọn chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức P chỉ phụ thuộc vào biến x mà không phụ thuộc vào biến y. Giờ mình sẽ giải ha. Đầu tiên mình viết lại đề bài thôi. Ta thấy rằng ở phần này có dạng là đơn thức nhân cho đa thức. Ở đây cũng có dạng là đơn thức nhân cho đa thức. Vậy mình sẽ nhân vào trước ha. Được là 15 x mũ 3 y trừ 10 x bình y bình cộng 5 x trừ 15 x mũ 3 y cộng 9 x bình y bình cộng x bình y bình. Bước tiếp theo mình sẽ nhóm những hạng tử đồng dạng lại. Được là nhóm thứ nhất 15 x mũ 3 y trừ 15 x mũ 3 y cộng cho trừ 10 x bình y bình cộng 9 x bình y bình cộng cho x bình y bình. Đây là nhóm thứ hai ha. Và cuối cùng phía sau còn dư lại là 5 x. Thì mình thấy rằng nhóm thứ nhất nè là bằng 0. Nhóm thứ hai cũng bằng 0 cho nên còn lại là 5 x. Sau khi thu gọn thì ta thấy P sẽ bằng 5 x nè, không chứa biến y. Vậy mình có thể nói là giá trị của biểu thức P chỉ phụ thuộc vào biến x mà không phụ thuộc vào biến y. Câu B, tìm giá trị của x sao cho P bằng 10. Ta có theo đề bài là P bằng 10 nè. Mà lúc nãy mình đã tính được P bằng 5x, vậy suy ra được là 5x bằng 10 hay là x sẽ bằng 2. Vậy khi x bằng 2 thì P bằng 10. Bài tập 1.34, rút gọn biểu thức 3x bình trừ 5x y trừ 4y bình nhân cho 2x bình cộng y bình cộng 2x mũ 4y bình cộng x mũ 3y mũ 3 cộng x bình y mũ 4 chia cho 1 phần 5x y. Đầu tiên mình cũng viết cái biểu thức này lại ha. Thì mình thấy rằng ở phía trước này thì biểu thức có dạng là đa thức nhân cho đa thức. Mình bắt đầu nhân nha. Muốn nhân đa thức cho đa thức thì lần lượt ta sẽ nhân từng hạng tử của đa thức. Đây, đầu tiên là mình sẽ nhân hạng tử thứ nhất nè, là 3x bình nhân cho 2x bình, được là 6x mũ 4. Tiếp tục ha, mình cũng lấy 3x bình này mình nhân cho y bình nè, được là 3x bình y. Xong hạng tử thứ nhất của nhóm đầu tiên. Tiếp theo là đến hạng tử thứ hai ha, mình cũng làm tương tự. Nhân lần lượt từng hạng tử này với đa thức phía sau thì mình thu được là trừ 10 x mũ 3 y trừ 5 x y mũ 3. Tiếp tục mình sẽ thực hiện với là trừ 4 y bình, được là trừ 8 x bình y bình trừ 4 y bình. Vậy xong hai nhóm phía trước. Tương tự phía sau là chia đa thức cho đơn thức, vậy mình cũng lấy từng hạng tử của đa thức này chia cho đơn thức, vậy mình thu được kết quả là 10 x mũ 3 y cộng 5 x bình y bình cộng 5 x y mũ 3. Bước tiếp theo là gom những hạng tử đồng dạng lại với nhau, được là 6 x mũ 4 cộng cho 3 x bình y trừ 8 x bình y bình cộng 5 x bình y bình cộng cho 10 x mũ 3 y trừ 10 x mũ 3y cộng cho 5x y mũ 3 trừ 5x y mũ 3 và trừ 4y mũ 4. Rút gọn lại được là 6x mũ 4 trừ 4y mũ 4. Bài tập 1.35. Bà Khanh dự định mua ít hộp sữa. Mỗi hộp giá y đồng, nhưng khi đến cửa hàng bà Khanh thấy giá sữa đã giảm 1.500 đồng mỗi hộp nên quyết định mua thêm 3 hộp nữa. Tìm đa thức biểu thị số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua. Vậy mình thấy rằng ha,
số tiền cần trả sẽ bằng là số hộp nhân cho giá. Vậy lần lượt mình sẽ tính số hộp và tính giá. Số hộp sữa và Khanh quyết định mua là, thì dự định mua là ít hộp nè, nhưng thấy giá giảm nên mua thêm 3 hộp. Vậy số hộp sữa định mua sẽ là ít cộng 3 hộp. Giá của mỗi hộp sữa sau khi giảm là, thì trước giảm giá là y đồng, giảm 1.500 đồng nữa, vậy giá sẽ là y trừ 1.500 đồng. Số tiền cần phải trả là bằng số hộp nhân cho giá tiền, tức là x cộng 3 nhân y trừ 1.500 bằng là, đây là đa thức, như đa thức á, mình nhân vào được là x y trừ 1.500 x cộng 3 y trừ 4.500 đồng. Vậy đa thức biểu thị số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua là, mình viết lại kết quả thôi. Bài tập 1.36 câu A, tìm đa thức B nếu 4x mũ 3y bình chia B bằng trừ 2xy. Ta có viết lại đề bài. Thì mình cần tìm đa thức B, mình sẽ chuyển vế sẽ có được là B bằng 4x mũ 3y bình chia âm 2xy. Đơn thức chia cho đơn thức thì mình sẽ lấy hệ số chia cho hệ số và các biến chia cho nhau. Cụ thể là 4 chia âm 2, y mũ 3 chia x và y bình chia y, thu được kết quả là âm 2 x bình y. Vậy b sẽ bằng là âm 2 x bình y. Bài tập 1.36 câu B, với đơn thức B tìm được ở câu A, hãy tìm đơn thức H để 4x mũ 3 y bình trừ 3x bình y mũ 3 chia cho B sẽ bằng là âm 2xy cộng H. Giờ mình bắt đầu giải. Ta có viết lại đề bài ha. Thì mình cần tìm H nên mình sẽ suy ra H bằng cách chuyển vế được là 4x mũ 3 y bình trừ 3x bình y mũ 3 chia B cộng 2xy. Thì đa thức B mình đã tìm được ở câu A là âm 2x bình y. Mình thay vào ta sẽ được là H bằng 4x mũ 3y bình trừ 3x bình y mũ 3 chia âm 2x bình y và cộng cho 2xy. Thì phía trước này có dạng là đa thức chia cho đơn thức này, nên mình sẽ chia từng hạng tử của đa thức cho đơn thức. Được là 4x mũ 3y bình chia âm 2x bình y trừ 3x bình y mũ 3 chia cho âm 2x bình y, và phía sau mình cộng cho 2xy, thu được kết quả là âm 2xy cộng 3 phần 2y bình cộng cho 2xy. Mình rút gọn lại được là 3 phần 2y bình. Vậy H sẽ bằng 3 phần 2y bình phương. Bài tập 1.37A, tìm đơn thức C nếu 5xy bình nhân C bằng 10x mũ 3y mũ 3. Ta có viết lại đề bài nè. Mình chuyển vế thì C sẽ bằng là 10x mũ 3y mũ 3 chia 5xy bình. Mình chia 10 chia cho 5, y mũ 3 chia x và y mũ 3 chia y bình, được kết quả là 2x bình y. Vậy C sẽ bằng là 2x bình y. Bài tập 1.37 câu B, với đơn thức C tìm được ở câu A, hãy tìm đơn thức K sao cho K cộng 5xy bình nhân C bằng 6x mũ 4y cộng cho 10x mũ 3y mũ 3. Mình cũng viết lại đề bài nè. Mình thay C vào luôn ha, được là K cộng 5xy bình nhân C thì mình thay là 2x bình y bằng 6x mũ 4y cộng 10x mũ 3y bình, tương đương với
K cộng 5X y bình bằng 6X mũ 4Y cộng 10X mũ 3. Y mũ 3 chia cho 2X bình Y. Kết quả này có được bằng cách là 2X bình Y là đang ở vế trái là phép nhân. Mình chuyển sang vế phải đổi thành phép chia. Giờ để dễ tính toán thì mình sẽ chia vế phải trước ha. Vế trái giữ lại là K cộng 5X y bình nè. Vế phải được là 6X mũ 4Y chia 2X bình Y cộng 10X mũ 3Y mũ 3 chia 2X bình Y. Mình rút gọn vế phải tiếp theo được là 3X bình cộng 5X y bình. Vế trái giữ nguyên. Giờ mình sẽ chuyển nè 5X y bình ở vế trái sang vế phải đồng thời đổi dấu của nó được là 3x bình cộng 5x y bình trừ 5x y bình. Rút gọn lại được là k bằng 3x bình. Vậy k bằng 3x bình. Bài tập 1.38. Chuyện rằng rùa chạy đua với thỏ. Thỏ chạy nhanh gấp 60 lần rùa, nhưng chỉ sau t phút chạy, thỏ đã dừng lại mặc dù chưa đến ích. Do mãi chơi, thỏ không biết rằng rùa vẫn cần mẫn chạy liên tục trong 90 lần t phút và đến đích trước thỏ. Câu A gọi V mét trên phút là vận tốc chạy của rùa. Hãy viết các đơn thức biểu thị quãng đường mà thỏ và rùa đã chạy. Thì theo công thức mình đã biết, quãng đường sẽ bằng thời gian nhân cho vận tốc. Dĩ muốn viết cái đơn thức biểu thị quãng đường mà thỏ và rùa đã chạy thì mình sẽ tìm biểu thức liên quan đến thời gian và vận tốc. Hay giải nha. Thời gian của thỏ chạy theo đề bài là t phút nè. Mà rùa thì chạy liên tục trong 90 t phút, vì thời gian rùa chạy là 90 t phút. Về vận tốc thì vận tốc của rùa là V nè. Thỏ chạy gấp 60 lần rùa nên vận tốc của thỏ là 60 V. Giờ mình tính quãng đường thỏ đã chạy nè, sẽ là lấy thời gian nhân vận tốc, tức là 60 V nhân cho t. Tương tự thì quãng đường mà rùa đã chạy là 90T nhân cho V. Hay mình viết lại là 90VT. Câu B hỏi rùa đã chạy được quãng đường dài gấp bao nhiêu lần quãng đường thỏ đã chạy. Ta có nè, quãng đường rùa đã chạy là 90VT, quãng đường thỏ đã chạy là 60VT. Mình muốn tính xem coi quãng đường của rùa gấp bao nhiêu lần quãng đường của thỏ thì mình sẽ sử dụng phép là chia. 90VT chia 60VT thu được kết quả là 1,5. Vậy rùa đã chạy được quãng đường dài gấp 1,5 lần quãng đường thỏ đã chạy. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các em giải bài tập nằm ở trang 25 và 26, sách Toán lớp 8 tập 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúc các em thực hiện thật tốt bài tập này. Nếu thấy hay, có thể like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em.